Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đến với video của giá xe Kia. Trong clip ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến quý anh chị một ông vua ở phân khúc C sedan, đó là chiếc Kia K3. Với sự thiết kế hoàn toàn mới kể cả về nội thất và ngoại thất thì chiếc xe Kia K3 hứa hẹn sẽ đem đến cho quý anh chị một trải nghiệm, một phong cách sống hoàn toàn mới và năng động. Máy ca lăng nổi bật với lưới tản nhiệt thiết kế hình mũi hổ cách tăng nối liền cụm đèn pha với thiết kế hoàn toàn mới kết hợp với ốp cản và sự nhận diện logo mới tạo nên một diện mạo ấn tượng, phong cách thời thượng. Đối với phiên bản Luxury thì cụm đèn pha của nó là halogen projector nha quý anh chị. Nhưng nếu đối với phiên bản Premium thì cụm đèn pha của nó là sẽ là đèn LED, nhưng mà nó sẽ có đèn LED chạy ban ngày. Ở phía dưới là cụm đèn sương mù giúp cho người lái dễ dàng di chuyển trong đêm tối. Hiện tại Kia K3 ở Việt Nam nó sẽ có 3 phiên bản 1.6 và 1 phiên bản 2.0 nha quý anh chị. Và phiên bản 2.0 dự kiến cuối năm nó mới ra mắt ạ. Và đây là phiên bản Luxury. Thì đây là thiết kế của phần mâm xe. Mâm nó vẫn là mâm đúc hợp kim và đường kính mâm của nó vẫn là 17 inch nha quý anh chị. Cụm đèn hậu ở phía sau được thiết kế rất là ấn tượng với cụm đèn LED 2 tầng. Dạng đồ họa song song độc đáo đồng nhất với đèn chiếu sáng chính tạo nên việc cân xứng trêu chuốt tỉ mỉ từ đèn pha cho đến đèn hậu. À, quý anh chị có thể nhìn rõ và cận cảnh nha quý anh chị, rất là đẹp mắt. Ở phía sau còn trang bị cho quý anh chị là 4 cái cảm biến lùi tích hợp thêm camera lùi để giúp cho người lái lùi và đổ xe một cách an toàn. Đấy, điều nó được thiết kế nhìn rất là mới mẻ và tạo nên một sự hiện đại cho chiếc xe. Và cốp sau được mở thông minh bằng chìa khóa. Đi theo xe, bên em sẽ tặng cho quý anh chị một tấm lót cốp chống thấm để người dùng có thể đựng được những cái vật hải sản tươi sống ha. Nó không bị thấm vào bên trong cốp để làm cho xe mình nó bốc mùi. Rồi quý anh chị xem cái khoảng không gian cốp nhìn rất là rộng nha quý anh chị. Và giá của chiếc xe niêm yết trên thị trường đối với phiên bản 1.6 Luxury là 629 triệu nha quý anh chị. Một mức giá mình có thể chấp nhận được với ưu đãi thuế hỗ trợ 50% thì chiếc xe này lăn bánh trong thành phố Hồ Chí Minh tạm tính là 685 triệu. Đó. Rất là ok luôn nha quý anh chị. Đây. Ở gương chiếu hậu thì gập điện, chỉnh điện và tích hợp đèn báo rẽ trên xe cho chiếc xe mình nó ấn tượng hơn và nó hỗ trợ cho người dùng rất là nhiều trong việc mình di chuyển. Tay nắm cửa thì khó mở cửa bằng một lần chạm. Đó, anh chị có thể xem chi tiết nhé. Và trên xe còn được trang bị cho quý anh chị là viền mạ chrome, nó kéo dài từ kính cửa trước sang kính cửa sau cho chiếc xe mình nó ấn tượng hơn. Đối với phiên bản 1.6 Luxury thì nó sẽ trang bị cho quý anh chị là ghế màu đen, rất là sạch sẽ và nó kết hợp với lại màu kem để tăng thêm cái độ nổi bật cho phần nội thất của xe. Ở phía sau còn được trang bị cho quý anh chị là cửa gió điều hòa. Và hàng ghế thứ hai này mình có thể gập để tăng thêm cái diện tích cốp nếu mình chở hàng cồng kềnh nha quý anh chị. Và khoảng cách giữa hai hàng ghế nó rất là rộng, mình có thể ngồi tùy ý và rất là thoải mái. Rồi em sẽ mời quý anh chị đi xem khoảng không gian và bố trí nội thất ở hàng ghế đầu tiên. Vô lăng như quý anh chị thấy thì vẫn được bọc da, tích hợp những cái nút điều khiển âm thanh, chế độ điện thoại nghe gọi rảnh tay, hệ thống ga tự động cruise control. Đây là cái màn hình của chiếc xe 1.6 Luxury. Màn hình hiển thị ra thông tin, nó thì những thông số cần thiết như là tốc độ vòng tua máy, tốc độ xe. Và đây là cái màn hình EVN 8 inch nha quý anh chị. Nó sẽ có cho quý anh chị là bản đồ dẫn đường, Navi. Ngoài ra thì xe nó còn trang bị cho quý anh chị là camera lùi, cảm biến lùi, nó rất là nét luôn nha quý anh chị. Đây, cái cửa gió điều hòa của nó thì cũng tương tự như cái phiên bản Kia Cerato. Và nó sẽ, đối với phiên bản Luxury nó vẫn có cho quý anh chị là cửa sổ trời. Rồi, ok, cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của em. Nếu thấy video của em hay, like, subscribe kênh giúp em nhé.